Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tinic Shop. Thì hôm nay trên tay mình đây đang là Morris Motley phiên bản mới nhất ở thời hiện tại. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem phiên bản này xem lại cho chúng ta những gì nhé. Ở phiên bản này thì chúng ta vẫn sẽ có khá đầy đủ các option từ các dòng sản phẩm Shine Styling Balm, Mist Styling Balm. Và sản phẩm hôm nay chúng ta review sẽ là sản phẩm Mist Styling Balm nhé. Trước hết thì về mặt thiết kế các bạn có thể đập vào mắt ngay đó chính là cái thay đổi về màu sắc. Ở thời điểm hiện tại thì đã không phải cái tông màu đen truyền thống nữa rồi. Đối với phiên bản hiện tại chúng ta đã có tông màu gần như là một kiểu màu lông chuột vậy. Nó làm cho sản phẩm của chúng ta sẽ có một cái nhìn nó mới mẻ hơn và nó đem lại cái sự sang trọng tốt hơn nhiều so với cái tông màu đen mà trước đây chúng ta đã từng có. Bởi vì cái tông màu đen trước đây chúng ta từng có ấy, nó đâu đó sẽ rất là dễ bị bám bẩn. Còn đối với phiên bản này và cái tông màu kiểu xám lông chuột này thì nó rất là khó bị bẩn và nó sẽ khiến cho sản phẩm của chúng ta nhìn nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì về cái phần đóng gói thì chúng ta vẫn sẽ như vậy thôi. Chúng ta vẫn sẽ có tận 3 lớp hộp đối với sản phẩm này, những 3 lớp hộp nhá. Chúng ta sẽ có một lớp seal ở ngoài này, một lớp vỏ hộp bằng bìa cắt tông bên trong này và sau đó nữa thì chúng ta mới đến phần hộp sáp. Về thiết kế thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thay đổi đối với phần hộp sáp này, vẫn sẽ là một sáp sứ này, phần nắp là nắp nhựa. Nếu các bạn không biết thì cái thiết kế này sẽ giúp chúng ta chống va đập rất tốt, nó sẽ giúp chúng ta có một độ bền rất cao đối với sản phẩm này. Và tiếp theo đó nữa, một trong những điều mình muốn nói đến đối với sản phẩm này đó là gì? Về cái phần mùi hương và về chất sáp của sản phẩm này. Ví dụ đối với những phiên bản khoảng tầm năm 2020 thì chúng ta sẽ có một cái tông mùi cola chanh nó hơi thoang thoảng, nó vẫn khá là mát. Còn đối với phiên bản hiện tại, gần như là cái tông mùi cola chanh nó bị giảm đi khá là nhiều và giảm đi rất đáng kể đấy. Với cái tông mùi này thì chúng ta sẽ dễ kết hợp với các sản phẩm nước hoa hơn. Còn về chất sáp của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một chất sáp về kết cấu, nó sẽ có kết cấu nó rắn hơn một chút so với mặt phiên bản cũ. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm, nó sẽ vẫn sẽ rất dễ để chúng ta có thể lấy ra, scoop out, đánh tan và apply lên mái tóc cực dễ dàng. Và mình cũng đánh giá rất cao chất sáp này, vì tại sao? Với cái độ hoàn thiện như thế này, bên cạnh đó cái chất lượng hoàn thiện vào hộp ấy, nó sẽ giúp chúng ta bảo quản được chất sáp lâu nhất có thể. Khi mà chúng ta chỉ cần đánh tan ra tay thôi thì ngay lập tức cái mùi cola chanh này nó không quá nồng đâu. Nó sẽ theo thiên hướng nó nhẹ nhàng, nó phảng phất khắp nơi và mình cảm thấy cực thích cái tông mùi này. Bất kể một cái phiên bản tông mùi cola nào mà mình đã từng trải nghiệm thì không một phiên bản cũng là không một sản phẩm nào đem lại cho mình cái cảm giác mùi hương nó phảng phất, nó thoải mái như thế này. Cái việc đánh tan thì cũng rất là dễ thôi. Các bạn thấy sau khoảng tầm 30 giây thì sản phẩm đã hoàn toàn tan trên cái bàn tay của mình rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ apply lên mái tóc và trải nghiệm thử cho các bạn thấy được hiệu quả sản phẩm này nhé. Và như các bạn thấy, đây chính là hiệu quả khi mà chúng ta finish mái tóc đối với Morris Motley Mist Styling Balm. Cá nhân mình vẫn rất ấn tượng với cái trải nghiệm nhẹ nhàng, thoải mái mà sản phẩm này đem lại. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn nhấn mạnh về cái độ kéo tóc của sản phẩm này. Gần như thì cái độ zip của sản phẩm này nếu mà chấm theo điểm 10 thì mình sẽ chỉ cho điểm 2 thôi. Nó chỉ hơi kéo tóc nhẹ một chút để cho chúng ta có thể cảm nhận được cái độ giữ nếp của sản phẩm này. Còn lại thì gần như tóc chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng dễ chịu và thoải mái vậy, và mình rất ấn tượng với điều đó. Nhưng chúng ta cũng sẽ có một vài nhược điểm đối với Morris Motley từ trước đến nay, là một trong những cái điểm yếu rất là cố hữu rồi. Nó chính là thiếu đi cái độ kết dính, và độ kết dính thì nó sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để cho những bạn nào có mái tóc ví dụ chúng ta lỡ tay tỉa quá đà hoặc tóc chúng ta quá cứng chẳng hạn, thì nó sẽ giúp chúng ta ổn định những cái sợi tóc có bị chỉa ấy, nó sẽ giúp chúng ta có form tóc đẹp hơn. Nhưng mà đối với Morris Motley thì nó lại có hơi yếu về đặc điểm đó, cho nên là nếu bạn nào đang có mái tóc dày cứng hoặc là tóc các bạn bị chỉa ấy, thì bắt buộc các bạn nên kết hợp với một sản phẩm pre-styling nó có thiên hướng nó dính và tạo form ổn định một chút. Ví dụ như kiểu là Bonafide hoặc là Double End Tonic thì những sản phẩm đó sẽ là những sản phẩm kết hợp rất ổn định đối với Morris Motley. Ngoài việc thiếu cái độ kết dính để các bạn có thể ổn định những sợi tóc chỉa ra thì sản phẩm này vẫn sẽ có đủ độ kết dính để các bạn có thể lùa tay tạo lọ tóc, tạo kiểu lại nó rất là đơn giản. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào có mái tóc mỏng cần cái cảm giác nhẹ nhàng để phồng, hoặc là những bạn nào đang muốn có mái tóc thì nó tự nhiên, nó thoải mái, đơn giản và sang trọng. Thì đây sẽ là một trong những sản phẩm các bạn đang tìm kiếm. Và mình cũng rất thích cái cảm giác gội xả cũng như là cái cảm giác gội đi cái sản phẩm này. Cái tóc của chúng ta sẽ rất là mềm, rất là mượt. Và đó là điểm mình rất thích đối với Morris Motley phiên bản mới. Còn về update đối với sản phẩm này sao? Thứ nhất, chúng ta đã có update về vỏ hộp. Đối với cái vỏ hộp cũ mình thích, nhưng nó bị vấn đề là nó rất là dễ bám bẩn với cái tông màu đen nhám, xong rồi vỏ nó hơi kiểu nhung nhung một chút ấy, thì nó rất là dễ bám bẩn. Thì ở phiên bản này cái nhà sản xuất đã khắc phục hoàn toàn điều đó bằng cái lớp vỏ lông chuột này. Gần như cái sản phẩm của chúng ta nó không thể bị bám bẩn, và nếu có nó không lộ ra như phiên bản cũ đâu. Thứ hai là về chất sáp, ở phiên bản này thì chúng ta đã có mùi hương nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, dễ để chúng ta có thể kết hợp với một sản phẩm nước hoa hơn. Bên cạnh đó, cái độ hoàn thiện của sản phẩm ở phiên bản này nó cho chúng ta một độ hoàn thiện tốt hơn. Mặc dù bản thân mình vẫn muốn tìm kiếm một cái độ kết dính nó cao hơn một chút nữa thôi, để nó chỉ cần đủ để nó ổn định những cái sợi tóc chỉa ở phần line này thôi.
là mình đã cảm thấy nó hoàn thiện vô cùng rồi, nhưng nó vẫn thiếu đi cái đó. Thì đó là một trong những điểm trừ mình dành cho Morris Moly từ trước đến nay. Còn ngoài ra về thành phần có chứa sản phẩm, về lượng dưỡng chất của sản phẩm, cũng như là về cái khả năng hội xả của sản phẩm này, cũng như là về hiệu năng của sản phẩm này trên cái nền tóc mỏng, thì nói thật là mình nghĩ là mình không nên nói nhiều quá, bởi vì khi mà nói về cái con Morris Moly này mình có thể nói cả ngày mà không biết chán luôn. Và nếu các bạn đang cần tư vấn về cái sản phẩm này hoặc là đang cần lựa chọn Morris Moly thì các bạn có thể nhắn tin hoặc inbox trực tiếp cho fanpage của The Shop để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.